Nói đi. Ê, xin lỗi con. Ông nội ơi, ông nội nên làm gì với cây bút chì này? Nè, đưa cho ông nội coi đi. Nói đi con, cảm ơn ông nội. Nói đi, ông nội nên để hình gì? Ông nội nên để hình Everest đây, đừng có để hình con gấu panda nữa. Rồi để màu gì nữa? Để màu bút chì, màu gì đẹp? Bút chì, màu gì? Hồng hay màu cam? Màu xanh nước biển lạnh lạnh. À, con thích màu xanh nước biển đúng không? Dạ, đúng, màu xanh nước biển lạnh lạnh đấy. Vậy bên này có màu xanh nước biển không? Đây nè, màu xanh nước, có màu xanh nước biển nè, mà hình con gấu nè, được không? Dạ không được, hình Everest đi. À, hình Everest ha. Rồi bây giờ mình có lấy bút chì mình vẽ không hay là mình coi tivi? Mình coi tivi, nhưng mà khi mẹ điện á là mình tắt tivi liền. À, mẹ điện là tắt tivi liền. Dạ. Rồi sau này mà cháu ngoại của Barbie á mà thấy mẹ gạo gọi cái cũng tắt tivi liền thì sao? Là giỏi. Là giỏi hả? Dạ. Rồi. Như vậy là có ngoan không? Rồi mình về mình có kể lại với mẹ không? Dạ không, mình phải giữ bí mật cho mẹ mới được. À, rồi sau này cháu ngoại của Barbie cũng giữ bí mật thì sao? Thì không, thì đương nhiên là đúng rồi, thì phải giữ bí mật chứ. Rồi lỡ mà mẹ gạo phát hiện ra cháu ngoại Barbie có xem tivi thì sẽ như thế nào? Mẹ gạo khen hả? Dạ. Rồi, ok. Mẹ gạo cũng cho cháu ngoại coi xem tivi 10 cái. Con đứng lại đi, con nhảy nhiều quá. 10 cái cũng được mà. Rồi, ba mở tivi nha.